Mẹ đã thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa? Là phát ngôn của ca sĩ Negif làm nhiều người phẫn nộ, được nói tới trong clip này đó. Bây giờ tôi nói với mẹ như thế này, mẹ có thấy đúng chưa? Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa? Thì nếu mà nhiều bạn mà không có coi những chương trình như Anh Trai Say Hi, không có quan tâm tới drama trên mạng thì chắc các bạn sẽ nói tôi không hiểu này trơn, nó là gì. Thì tôi làm clip này để giúp cho các bạn hiểu được về một vấn đề mà nhiều người không để ý tới, đó chính là ca sĩ diễn viên có ảnh hưởng tới giới trẻ như thế nào và tại sao họ đúng cũng đồng thời họ sai. Cũng giống như trong trường hợp này, các em ca sĩ Negif em lên sân khấu của Anh Trai Say Hi, kẻ mới nói mẹ đã thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa, thì ở dưới khán giả la lên đúng. Nhưng mà sau đó người ta chửi quá, cái em lên em viết bài xin lỗi. Không, cái ý của em không có kêu là mọi người nghỉ học tầm bậy tầm bạ, không có, em xin lỗi vì mọi người đã hiểu lầm như vậy. Nhưng trong clip hôm nay tôi sẽ giúp cho bạn hiểu là cái của em nói á, nó có phần đúng, mà những người chửi em cũng đúng luôn. Và thông qua cái sự giải thích cái trạng thái tâm lý đó, tôi cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm một điều, đó là cái lớp mà Bitcoin nền tảng của tôi có một khuyến mãi dành cho những bạn trẻ. Nếu mà đăng ký trước thứ hai tuần sau thì bạn sinh năm 98 trở về trước là già thì được giảm 1 triệu thôi, còn 98 trở về sau thì giảm 2 triệu lận, bởi vì đó là giới trẻ. Rồi, coi clip này sẽ hiểu tất cả những thông điệp tôi vừa mới nói nó có liên quan gì với nhau ha. Đầu tiên, vì sao tôi nói cái em Negif này em đúng khi em nói bỏ học bây giờ em thành công? Là bởi vì đúng vậy, em bỏ học rồi bây giờ em đứng trên sân khấu, em trở thành người nổi tiếng, được rất là nhiều người tung hê ngưỡng mộ. Còn những người khác học chết luôn, bảo đảm không bao giờ mà được như em hết trơn đó, thậm chí là không có đủ tiền để coi vé mà đi coi em hát nữa đó. Thì rõ ràng em đúng, đúng không? Nhưng những người mà đang phản đối họ cũng đúng, bởi vì thực ra cái họ mà không biết á, và cả cái em Negif này cũng không biết, đó chính là survivorship bias, thiên kiến kẻ sống sót. Thiên kiến kẻ sống sót là gì? Là chỉ có những kẻ sống sót mới nói được lên cái ý kiến của họ thôi, còn những người khác dù có cùng ý kiến đó nhưng họ không còn sống nữa, cho nên không ai biết hết. Cho nên chúng ta thường xuyên nghe nói tới những cái chuyện như là bỏ học á, rồi thành công, giống như là Bill Gates nè, rồi Mark Zuckerberg này cũng bỏ học rồi thành công đó. Nhưng vấn đề là những người đó, người ta có học hay không, có tiếp tục đi học ở trong trường đại học hay không á, thì cũng không có quan trọng lắm. Tại vì người ta giỏi, tại vì Bill Gates á, bỏ học là bỏ học đại học Harvard. Ông bỏ học đơn giản là tại vì ông thấy có đi học ở trong trường nữa thì nó không có tác dụng gì với cái mà ông có thể tự học được, cho nên ông mới bỏ. Còn đầu óc của ông dư sức vô đại học và Harvard thì ông đi đại học khác cũng được. Thành ra nếu mà những em nhỏ nào đang nghe em Negif nói và nghĩ rằng em nói đúng, chuyện mình bỏ học rồi chắc mình cũng sẽ giống ảnh, thì là tầm bậy. Bởi vì mày có biết khác hay không? Rồi gia đình của em á, có giàu như là em này hay không? Và ngay cả khi mà biết hát và giàu như em này á, thì cái chuyện mà trở thành được một ca sĩ mà đứng trên sân khấu như vậy, nó còn có rất là nhiều nhân tố hên xui ảnh hưởng tới, mà có thể gọi là tổ đãi nữa chưa chắc. Tại vì có rất là nhiều người cũng bỏ học, cũng đi hát đó, nhưng mà đâu có thành công đâu. Chỉ có những người thành công mới đứng nói được những câu như là mẹ ơi, mẹ thấy đã đúng khi cho con bỏ học chưa. Đó là survivorship bias. Cái này chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trong rất là nhiều những cái ngành khác, chẳng hạn như là về đá banh. Anh Cristiano Ronaldo, nhiều người thường nói ảnh là tập luyện, ảnh cố gắng như vậy rồi ảnh đủ kiểu hết, thành ra ảnh thành công. Thực ra thì tất cả những cái mà cầu thủ đá banh khác họ đều cố gắng, cũng không có khác gì anh Ronaldo hết. Họ cũng tập thể dục đủ kiểu nhưng mà ảnh không được như anh Ronaldo. Là bởi vì cái cơ thể của anh Ronaldo này, cái hệ cơ xương của ảnh khác với người bình thường, và cái tỷ lệ mỡ của ảnh cũng thấp hơn, cho nên ảnh làm như vậy được, người khác làm không được. Người khác tập như Messi cũng có, nên nhớ Messi cùng một lò đào tạo ra, mà có rất là nhiều người cùng lò đào tạo với Messi không làm được như Messi, là bởi vì survivorship bias. Thành ra cái chuyện của chúng ta khi mà nhìn vào một cái vấn đề, nhìn vào phát ngôn của một người nổi tiếng á, thì chúng ta phải nhìn là họ là ai, họ có khả năng gì, và cái họ nói chúng ta có thể làm được hay không. Chứ nếu không á, nó sẽ dẫn tới cái chuyện là có nhiều em nhỏ nói anh nói đúng, về em bỏ học luôn, thế nào em cũng thành công như anh, cuối cùng chỉ thành công nhân mà thôi. Đừng vì survivorship bias mà tầm bậy tầm bạ trong suy nghĩ của mình. Nhưng nếu mà chúng ta đúng, chúng ta phản đối, thì thực ra cũng có trường hợp phản đối nhưng mà nó cũng không có đúng. Thật sự á, trong trường hợp này thì nó đúng. Chẳng hạn như là những người mà phản đối nói như vậy là cuối cùng mày kêu tụi nhỏ là bỏ học là tầm bậy tầm bạ lắm, người lớn, đặc biệt là người nổi tiếng, không có được nói những cái câu như vậy. Cho nên dưới sức ép đó thì em này em xin lỗi. Nhưng cái vấn đề là em xin lỗi và cái lời của em nói á, thực sự á, nó cũng không có quan trọng lắm.
Bởi vì đây là cái vấn đề thứ hai mà rất là nhiều người Việt Nam không để ý tới. Đó chính là các bạn đã share clip của anh Dưa Leo cho mọi người hiểu biết về những cái như là survivorship bias chưa? Hay là các bạn đã subscribe cái kênh của ảnh chưa? Hay là các bạn trân trọng như vậy anh đóng góp cho cái đầu óc của bạn phát triển thông qua donation chưa? Đó là dĩ nhiên các bạn không có nói như vậy rồi. Ok, tôi biết và tôi đang cố gắng bỏ vô cái phần đó thôi. Chứ thiệt sự cái quan trọng mà các bạn không để ý tới đó là cái chuyện tại sao chúng ta lại cứ đi nghe ca sĩ diễn viên và cho rằng những gì họ nói chúng ta cần phải nghe. Và chúng ta nói là họ không được nói này, không được nói kia, bởi vì họ sẽ ảnh hưởng tới thế hệ sau này. Có phải là chúng ta đang nghe lộn chỗ hay không? Và đó là vấn đề vô cùng quan trọng mà tôi muốn nói tới trong cái clip hôm nay luôn. Thường á, khi chúng ta nhìn thấy một người nổi tiếng thì chúng ta sẽ cho rằng họ nổi tiếng rồi, cho nên mình hãy làm theo những lời họ khuyên thì chắc mình cũng sẽ được nổi tiếng như họ. Nhưng thực ra đó là một cái sự dớ dẫn vô cùng. Bởi vì nếu các bạn để ý một chút xíu thôi thì ca sĩ á, người ta nổi tiếng bởi vì người ta hát. Diễn viên người ta nổi tiếng bởi vì người ta diễn. Chứ ca sĩ không nổi tiếng vì họ biết chạy xe đạp nhanh. Người diễn viên không có nổi tiếng bởi vì họ biết đầu tư vào những cái chương trình này nọ hoặc là họ biết mua Bitcoin. Như tôi đã từng nói trong một cái clip, đừng nghe những lời khuyên về tài chính của ca sĩ diễn viên. Các bạn coi lại clip đó các bạn sẽ thấy những bạn diễn viên như là tôi thấy Kiều Minh Tấn á, bản diễn cũng mắc cười, ok. Nhưng mà bây giờ bạn chọn vai rất là tầm sàm ba láp. Nhưng mà trong đó đó, khi mà bạn lên một cái bài nói về crypto xong có người vô comment là moon là một cái thuật ngữ trong crypto, thì bạn hỏi lại, ủa chuyện đó là moon là sao hả em? Chứng tỏ bạn không biết những cái mà bạn đang ghi nó có ý nghĩa như thế nào nữa. Cho nên nếu bạn tin vào ca sĩ diễn viên về những gì mà họ không biết thì coi như bạn chết chắc. Thì trong trường hợp này nó cũng giống như vậy. Cái em mà negative, em lên em la là mẹ đã thấy cho con nghỉ học là đúng đắn chưa, là câu chuyện của bạn với lại mẹ của bạn thôi. Còn tất cả những người khác, bây giờ mẹ mà có cho con nghỉ học đi nữa mà con không có hát được, con cũng không học giỏi, thì cái kết quả của con á, là nó chỉ có nát tới nát bấy thôi, chứ không có thể nào được như cái em ca sĩ đó hết trơn hết. Nhưng con người chúng ta thường muốn tin vào những gì mà chúng ta muốn tin. Cho nên á, khi mà chung quanh á, lúc nào cũng thấy lên bài nói về ca sĩ diễn viên này, người ta làm này làm nọ kia, người ta kiếm ra được nhiều tiền, cho nên chúng ta thường nghĩ rằng mình nên làm theo những người nổi tiếng thì chắc mình cũng sẽ cuộc đời giống như họ. Giống như chúng ta mua sách Cha Giàu Cha Nghèo của ông Robert Kiyosaki thì chắc chúng ta sẽ giàu giống như ông. Không, mua sách của ông thì ông giàu á, chứ còn chúng ta thì chưa chắc đâu. Mà thường là chúng ta thì sẽ không có giàu. Như tôi đã nói trong cái clip mà các bạn đừng có đọc sách self-help nữa. Tại vì những cái sách đó nó giống như là một liều thuốc phiện nhất thời cho bạn thôi, chứ nó không có tác dụng gì cho cuộc đời của bạn. Bạn có thể đọc một cuốn rồi, còn một chục cuốn khác nó cũng y chang như nhau, chả có khác cùng vậy hết trơn. Ok, thì có thể coi lại cái clip đó nằm ở trong phần pin comment của tôi. Nhưng cái thông điệp của tôi ở đây lại một lần nữa nói cho các bạn nghe, nó rất là đơn giản vậy nè. Ca sĩ diễn viên mà không nói về chuyện hát hoặc là chuyện diễn thì tất cả những lời họ nói đều vô nghĩa hết. Thực ra trong cái lời mà tôi vừa nói nó cũng có một chút là thực sự nó hơi tổng hợp quá. Chứ thực sự nếu mà ca sĩ diễn viên đó nếu có kinh doanh mà kinh doanh giỏi thì bạn cũng có thể lắng nghe họ về chuyện đó được. Bởi vì tôi cũng đã từng nói về cái này ở trong một cái clip, đó là đừng nghe những lời khuyên nhảm nhí. Rằng khi bạn nghe một ai đó khuyên thì bạn hãy chắc chắn một điều rằng họ là chuyên gia trong chuyện đó. Cho nên nếu mà một ca sĩ, một diễn viên mà khuyên về cái chuyện nấu cơm hoặc là chuyện về mà canh cá hay là làm chuyện về vườn trường, ao chuồng gì đó, mà nếu họ là một chuyên gia trong chuyện đó thì bạn cũng nên nghe. Nếu mà bạn có muốn nghe, cái quan trọng là nằm ở chỗ đó nữa. Nếu bạn muốn nghe thì bạn nên nghe, còn nếu bạn không muốn nghe thì người ta có nói cũng kệ đi. Cũng giống như tôi, những gì mà tôi làm, những cái clip của tôi làm, tôi thường xuyên nói là các bạn hãy subscribe cái kênh của tôi và share cái kênh của tôi. Nhớ là khi các bạn share bằng cách là post cái hình của cái clip của tôi nè, sau đó lấy cái link YouTube bỏ trong phần comment á, thì làm như vậy Facebook nó mới không chặn tương tác. Thì khi bạn share là bạn share cho bạn, chứ bạn không phải share để cho người khác coi. Tại vì những cái share đó nó sẽ làm cho Facebook hay là YouTube nó hiểu rằng cái thuật toán của đó sẽ cho rằng bạn thích những content tương tự như vậy. Và kết quả là bạn càng share những thứ hay ho nhiều thì bạn sẽ được thấy những thứ hay ho nhiều và đầu óc của bạn sẽ phát triển lên. Còn nếu bạn không muốn thì bạn không cần phải làm. Đó là cái mà tôi thường xuyên nói. Tại cái phần mà tôi nói về donation nó cũng giống như vậy. Bạn coi và bạn trân trọng những gì tôi đang làm và bạn muốn đóng góp để cho cái kênh này không phải làm những chuyện nhảm nhí, những cái trò mà ba láp ba xàm, những cái clip mà nhảy tầm xàm ba láp, thì bạn có thể donate. Còn nếu không, bạn vẫn coi cái clip này không tốn một đồng nào cả.
Thì cái chuyện mà lời khuyên của tôi nó có ý nghĩa hay không là phụ thuộc vào bạn có cảm thấy tôi là chuyên gia trong chuyện đó hay không, và bạn có muốn lắng nghe tôi hay không. Thì trong trường hợp này cũng giống vậy. Thực ra cái em negative này em nói đó là một cái cảm xúc nhất thời của em thôi. Em cũng không phải là đứng ra là khuyên mọi người nên nghỉ học hết đi thì sẽ là thành công như tôi. Đó là một cái sai lầm nữa, chúng ta nghĩ rằng em đang có cái suy nghĩ như vậy. Em nói là em nghỉ học và thành công rồi, mẹ thấy chưa? Đó là cái cảm xúc của em với lại mẹ của em vào thời điểm đó vậy thôi. Nhưng vấn đề là bởi vì em là một người nổi tiếng, và người Việt Nam chúng ta thường hay cho rằng người nổi tiếng cần phải có những trách nhiệm này, trách nhiệm nọ. Thì thiệt ra đối với tôi là không có trách nhiệm của mẹ gì hết trơn á. Nhưng mà một người nổi tiếng thì chúng ta chỉ nên tập trung vào chuyện là họ đang nổi tiếng vì chuyện gì, đánh giá trên đó thôi. Và những cái mà họ nói khác thì thực sự cũng không nên quan tâm lắm. Thành ra em này em đúng, em cũng sai. Và những người mà nghe em thì vừa đúng vừa sai là bởi vì những gì tôi đã nói. Survivorship bias và cái chuyện là nhận lời khuyên đúng chỗ, đúng nơi, hiểu không? Còn bây giờ, tại sao tôi lại gắn cái lớp học crypto, bitcoin nền tảng của tôi vô trong một cái clip drama của một ca sĩ nói về cái chuyện học hành không thôi? Thì tại vì cái ảnh hưởng của ca sĩ diễn viên đối với lớp trẻ nó rất là kinh khủng. Và cái quan trọng hơn nữa là tại sao lớp trẻ lại thường hay lắng nghe ca sĩ diễn viên, là bởi vì tụi nó muốn được giàu, muốn được nổi tiếng như mấy anh, mấy chị. Tụi nó nói nhiều khi thằng này nó bằng mình mà tại sao nó giàu quá vậy, tại sao nó nổi tiếng quá vậy, thì có cách nào để mình cũng giàu cũng nổi tiếng được như nó hay không? Tại vì cái chữ nổi tiếng á nó đồng nghĩa với chữ giàu mấy bạn. Nhưng tại sao trẻ của chúng ta lại nghĩ tới cái chuyện giàu nó sớm như vậy, là bởi vì các bạn nhìn chung quanh đi đâu các bạn cũng thấy hầu như người ta đều nói về chuyện giàu nghèo, tiền bạc. Báo chí thì khỏi nói rồi, xe này bao nhiêu tiền, cái nhà này bao nhiêu tiền. Những đứa con nít của chúng ta là từ hồi nhỏ nó đã phân biệt được ai nhà giàu, ai nhà nghèo thông qua cái bao lì xì. Cô đó chú đó lì xì có nhiêu đây tiền à, lần sau mình chúc ngắn thôi. Còn cô chú này á, lì xì nhiều, mình chúc nhiều hơn, mình chúc kỹ hơn. Và khi chúng ta bắt đầu lớn lên thì những cái giá trị của con người hầu như chỉ có tóm gọn lại anh giàu là anh nói là đúng, còn này nghèo không có quan trọng, kệ mày nó đi. Cái này á, tôi đã từng làm cái clip nói về cái chuyện giá trị con người á, nó không chỉ nằm ở chuyện nhiều tiền hay không. Nếu mà chỉ tiền không thôi á thì bạn cũng sẽ sai. Bởi vì bây giờ hỏi bạn là đêm khuya đau bụng á, thì các bạn chạy tới nhà cái thằng giàu nhất xóm, hay là các bạn đi kiếm bác sĩ, hoặc là chỉ cần một bạn nào đó đang là sinh viên học y khoa thôi, không cần biết nó học giỏi học dở, mà nó trả lời cho mình là uống thuốc này thuốc kia, thì bạn nghe nó hay bạn nghe thằng giàu nhất? Thành ra đam mê mà muốn có tiền, muốn làm giàu, nó cháy rừng rực ở trong người mỗi từng cá nhân từ hồi nhỏ tới lớn, dẫn tới là ca sĩ diễn viên nói gì là nghe đó. Tại vì hy vọng mình làm theo những lời như vậy thì mình cũng sẽ giàu giống ảnh. Nhưng mà thực tế á là tầm bậy tầm bạ, không có chuyện đó đâu. Những cái mà chúng ta làm theo như vậy nó chỉ dẫn tới chuyện là chúng ta bị lừa thôi. Những cái lớp học mà tháng kiếm trăm triệu, chốt đơn mấy tỷ hay là gì á, những đứa đó nó có thể làm được một tháng thôi, xong nó đi dạy. Và kết quả là những bạn mà bỏ tiền vô mua những cái lớp đó là tiền mất tật mang. Cho nên đó là lý do vì sao tôi muốn đưa cho các bạn một cái lựa chọn, một cái lớp học mà lớp học không bao giờ nói rằng á, học cái lớp Bitcoin nền tảng của Dưa Leo xong là bảo đảm giàu. Không hề đố các bạn nào mà kiếm được cái câu đó của tôi nói, ngoại trừ cái câu tôi vừa mới ví dụ ra nghe chưa. Tôi cho các bạn trăm triệu luôn á. Tại vì cái thông điệp của tôi luôn đơn giản, nó là như vậy. Bạn học xong cái lớp Bitcoin nền tảng, bạn sẽ có kiến thức và bạn sẽ mất tiền ít nhất, bởi vì bạn biết đứa nào là lừa đảo để mà bạn né. Chứ còn cái chuyện mà bạn giàu hay không, nó phụ thuộc vào chuyện vận dụng kiến thức của bạn. Tại cái lớp của tôi á, nó dạy cho các bạn là gì? Là cách biến tiền Việt Nam sang crypto, crypto lại tiền Việt, làm sao để lưu trữ, làm sao để tránh lừa đảo, làm sao để đầu tư phù hợp vào cái tình hình tài chính của bạn. Chứ không có nói rằng bạn học xong lớp này bảo đảm bao giàu. Tại vì nếu mà tôi làm được như vậy thì tôi không có dạy đâu mấy bạn. Nhưng có nhiều người sẽ nói: vậy anh mở lớp dạy để làm cái gì? Thì đơn giản, nó cũng giống như những cái lớp các bạn đã đi học thôi. Các bạn cần phải học A, B, C để các bạn ráp thành chữ. Sau khi các bạn biết chữ rồi, các bạn mới tiếp nhận thông tin để đầu óc của bạn phát triển lên. Thì cái lớp này nó cũng giống như vậy. Bạn thiếu cái lớp này thì bạn nhảy vô crypto, bạn sẽ mất tiền, bạn bị lừa đảo, mất kinh khủng. Rất là nhiều người mất cả tỷ đồng bởi vì không có học lớp của tôi á mấy bạn. Và nếu mà các bạn muốn tự học thì cũng được, ok. Như tôi đã nói, các bạn tự học thì các bạn mất rất là nhiều thời gian. Còn nếu mà các bạn học lớp tôi, các bạn một buổi thôi là các bạn biết những cái thứ mà người khác phải mất cả tháng, cả năm trời, và không có bị mất cả tỷ đồng như vậy. Thật ra, bạn nào inbox vô cái pay này crypto, đăng ký trước thứ hai tuần sau. Nếu mà bạn đẻ từ năm 98 về trước, bạn sẽ được giảm 1 triệu. Còn nếu mà bạn là Gen Z, bạn từ 98 trở về sau, trẻ hơn thì sẽ được giảm 2 triệu. Nếu mà bạn muốn học, còn không muốn học, tự học thì không sao, đó là chuyện của bạn. Bạn muốn lắng nghe ca sĩ diễn viên hay bạn muốn nghe ai cũng được, đó là chuyện của bạn. Lớp của tôi không bắt các bạn làm gì hết. Cũng giống như tôi thường hay nói, nhớ share, nhớ subscribe và nhớ donate.
bạn không làm, bạn cũng vẫn có clip coi free, đúng không? Clip dài rồi, tới đây là hết. Bye bye, hẹn gặp trong những clip khác. See ya. Hãy donate cho dữ liệu 110923 2 5 3 9 5 1 0. PayPal Mít từ dữ liệu nè. VCB 044 1003 7 2 3 8 0 4 hoặc patreon.com/dữ liệu nè.